Xin chào tất cả các em. Ở buổi học trước, thầy đã hướng dẫn các em kỹ thuật vẽ hình không gian. Buổi học hôm nay, thầy hướng dẫn các em dạng toán đầu tiên, đó là dạng toán tìm giao tuyến của hai mặt phẳng. Đây là dạng toán quan trọng. Các dạng toán khác thì đều quy về dạng toán này để làm. Bây giờ, thầy cho mình cùng vào nội dung của buổi học. Trước tiên, thầy nêu ra một khái niệm, đó là giao tuyến của hai mặt phẳng, để các em hiểu được thế nào là giao tuyến của hai mặt phẳng. Giao tuyến của hai mặt phẳng là đường thẳng chung của hai mặt phẳng là đường thẳng chung của hai mặt phẳng. Các em quan sát hình vẽ. Thầy vẽ đây chính là trang giấy trên quyển vở của các em. Còn đây là trang giấy thứ hai. Được chưa? Thầy coi mỗi trang giấy trên quyển vở của các em là một mặt phẳng. Thì thầy đây có mặt phẳng P, đây có mặt phẳng Q. Đường gáy của quyển vở chính là đường thẳng chung của hai trang giấy này, là giao tuyến của hai mặt phẳng P và Q. Được chưa? À vậy là các em hiểu là gì? Giao tuyến chính là đường thẳng chung của hai mặt phẳng. Thế bây giờ thầy cho mình sẽ đi nghiên cứu cái phương pháp tìm ra cái đường thẳng chung này. Thì như các em đã biết là gì, để có được một đường thẳng thì chúng ta chỉ cần tìm được ra hai điểm, sau đó nối với nhau là chúng ta sẽ có được đường thẳng. Thế bây giờ thầy sẽ cung cấp cho các em phương pháp tìm giao tuyến. Các em ghi thầy phần 2. Phương pháp tìm giao tuyến của hai phẳng PQ. Vào bài toán cụ thể thì hai mặt phẳng PQ này có tên gọi cụ thể để cho các em. Thì bước 1 này, bước 1. Các em xác định điểm chung mà của hai mặt phẳng PQ. Và các em lưu ý cho thầy là cái điểm M này có sẵn. Được chưa? Điểm M đã có sẵn. À, trong bài toán cụ thể của chúng ta thì cái điểm chung này nó có tên gọi, cái điểm M này là một cái điểm cụ thể. Được chưa? Còn trong lý thuyết thì gọi là điểm M. Các em hiểu không? Rồi. Thế là chúng ta sử dụng ký hiệu như sau nhé. Ký hiệu sau. P giao với Q bằng điểm M. Đấy. Ký hiệu này có nghĩa là gì? À, mặt phẳng P và mặt phẳng Q có điểm chung là điểm M. Và các em lưu ý là điểm M này đã có sẵn. Bây giờ thầy cho mình cùng chuyển sang bước 2. Bước 2 là tìm điểm chung thứ hai. Của hai mặt phẳng P, Q. Cái này là chúng ta phải làm. Tìm, đúng không? Tìm điểm chung thứ hai của P, Q. Thế các em làm như sau. Em làm như sau. Thứ nhất, nhất, các em chỉ ra đường thẳng A, A nằm trong mặt phẳng P. Các em chỉ ra một đường thẳng A nằm trong phẳng P. Rồi các em chỉ ra đường thẳng B nằm trong mặt phẳng Q. Nhưng sao cho đường thẳng A, đường thẳng B cùng nằm trong một phẳng, nằm trong một mặt phẳng. À, cái mặt phẳng này thường là mặt đáy này, hoặc là mặt bên này, mặt bên. Được chưa? Hoặc là mặt chéo. À, mặt chéo thì tí nữa thầy định nghĩa sau nha. Đấy. Với các em, sau khi mà các em chỉ được ra hai đường này rồi, đảm bảo hai đường này cùng nằm trong đáy, hoặc cùng nằm trong mặt bên, hoặc là cùng nằm trên mặt phẳng chéo, thì khi đó các em chỉ cần đi tìm giao điểm của hai đường thẳng AB nha. Tìm giao điểm của hai đường thẳng A và B thì gọi là điểm N nha. Là điểm N. Đấy. Thì khi đó cái điểm N này chính là điểm
trung thứ hai của hai mặt phẳng. Từ đây thì suy ra mặt phẳng P giao với mặt phẳng Q bằng điểm trung N. Vậy là thì có được hai điểm trung, một điểm trung là M, một điểm trung là N. Thì điểm trung là M kia là có sẵn, còn điểm N này chúng ta phải tìm, đúng không? Cách tìm thì đây, các em nhớ nhé, cách tìm là chỉ ra một đường thẳng nằm trong P, chỉ ra một đường thẳng nằm trong mặt phẳng Q. Đảm bảo là hai đường thẳng này đều phải nằm trong cùng một mặt phẳng. Có thể là mặt đáy, có thể là mặt bên, hoặc là mặt phẳng chéo. Mặt phẳng chéo tí nữa thì định nghĩa nha. Sau đó thì các em đi tìm giao điểm của hai đường thẳng A và B. Các em tìm được giao điểm thì đó chính là điểm trung thứ hai. Được chưa? Vậy có hai điểm trung thì từ đây thì chuyển sang bước 3. Thì kết luận giao tuyến của hai mặt phẳng P, Q bằng đường thẳng MN. Đấy, em chỉ cần nối hai điểm MN thôi thì các em được giao tuyến của hai mặt phẳng. Được chưa các em? Thế bây giờ câu hỏi đặt ra là gì? Nếu mà chưa có sẵn điểm M, điểm trung M, thì em chú ý cho thầy là chúng ta phải thực hiện hai bước số 2 nha. Các em ghi cho thầy chú ý. Chú ý thứ nhất này, nếu chưa có sẵn, chưa có sẵn điểm trung M thì ta làm hai bước số 2 để tìm ra hai điểm trung. Thì ta làm hai bước 2 để tìm ra hai điểm trung. Được chưa các em? Và các em ghi thầy chú ý số 2 ở đây là trường hợp mà hai mặt phẳng P và Q không có hai đường thẳng A và B cùng nằm trong một mặt phẳng. Được chưa? Vậy thì chúng ta làm sao? Đấy, câu hỏi đặt ra là như thế. Nếu hai mặt phẳng P và Q không có sẵn hai đường thẳng A và B cùng nằm trong một mặt phẳng, cùng nằm trong một mặt phẳng, thì để tìm ra điểm chung của hai mặt phẳng P và Q ta làm như sau. Thì để tìm điểm chung của hai mặt phẳng P và Q ta làm như sau. Các em thực hiện cho thầy các bước như sau. Bước đầu tiên, các em chọn trên hình vẽ, vẽ một mặt phẳng R. Mặt phẳng R. Mặt phẳng này dễ tìm giao tuyến với hai mặt phẳng P và Q nha. Mặt phẳng này dễ tìm giao tuyến thì viết tắt với hai mặt phẳng P và Q. Được chưa các em? Nghĩa là cái mặt phẳng R này là có nhiều điểm chung với mặt phẳng P, và mặt phẳng R này cũng có nhiều điểm chung với mặt phẳng Q. Và các em lưu ý với thầy là gì? Mặt phẳng R này đã có sẵn trên hình vẽ rồi nha. Sau đó các em chuyển sang bước số 2. Đấy, các em đi tìm giao tuyến của hai mặt phẳng R và mặt phẳng P. Được chưa? Rồi, thì gọi cái giao tuyến này là đường thẳng D. Thì vào bài toán cụ thể thì cái đường thẳng D này nó có tên. Được chưa các em? Đấy. Sau đó em chuyển sang bước số 3. Các em lại đi tìm giao tuyến của mặt phẳng R này với mặt phẳng Q. Đấy. Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng R và mặt phẳng Q. Thầy gọi cái giao tuyến này là đường thẳng D phải. Được chưa các em? Và chuyển sang bước cuối cùng là các em đi tìm giao điểm của hai đường thẳng D và D phải. Thì cái giao điểm đó chính là điểm chung của hai mặt phẳng P và Q. Được chưa các em? Rồi, chuyển sang bước 4. Đó là tìm giao điểm
của hai đường thẳng D và D phẩy. Chính là hai giao tuyến mà chúng ta tìm được ở bước số 2 và bước số 3. Được chưa? Thì từ đây thì suy ra giao điểm đó là điểm chung. Chung của hai mặt phẳng PQ cần tìm. Được chưa các em? À, như vậy là gì? Nếu mà chưa có sẵn đường thẳng A nằm trong mặt phẳng P, chưa có sẵn đường thẳng B nằm trong mặt phẳng Q, và đường thẳng A, đường thẳng B cùng nằm trong một mặt phẳng, được chưa? Thì chúng ta phải sử dụng phần chú ý này để tìm ra giao điểm thứ hai. Đó là gì? Các em sẽ chọn một cái mặt phẳng thứ ba có tên gọi là mặt phẳng R. Mặt phẳng này có ngay trên hình vẽ. Và cái mặt phẳng này phải đảm bảo làm sao mà dễ tìm giao tuyến với hai mặt phẳng P và Q. Được chưa? Sau đó các em đi tìm giao tuyến của cái mặt phẳng thứ ba này với mặt phẳng P, tìm giao tuyến của mặt phẳng thứ ba này với mặt phẳng Q. Thì các em sẽ được gì? Hai giao tuyến. Các em tìm giao điểm của hai giao tuyến này. Đấy, tìm giao điểm của hai giao tuyến. Thì cái giao điểm đó chính là điểm chung của hai mặt phẳng PQ mà chúng ta đang cần tìm. Được chưa các em? À, như vậy là gì? Các em lưu ý nhá. Phương pháp của chúng ta gì? Gồm có hai bước rất rõ ràng. Đúng không? Cộng với hai chú ý. Trong trường hợp mà hai bước đó không thực hiện được dễ dàng thì chúng ta sử dụng hai chú ý này để chúng ta làm. Được chưa? Bây giờ thầy sẽ định nghĩa cho các em mặt phẳng chéo. À, mặt phẳng chéo chỉ có trong hình chóp. Hình chóp. Đấy là tứ giác. Đấy. Hoặc đáy của chúng ta là hình bình hành, hình chữ nhật, hình vuông, hình thoi nhá, thì sẽ có mặt phẳng chéo. Các em này nhìn này. Thầy định nghĩa mặt phẳng chéo như sau. Đấy, thầy vẽ đại diện thôi, phác họa thôi. Đây là S A B C D. Được chưa các em? Thì cái mặt phẳng này thì gọi là mặt phẳng chéo này. Mặt phẳng S A C thì thầy gọi là mặt phẳng chéo. Rồi mặt phẳng S B D đấy, thì gọi là mặt phẳng chéo. Được chưa? Đấy, đấy là định nghĩa mặt phẳng chéo nhá. Là mặt phẳng SAC này, phải này, mặt phẳng SBD gọi là mặt phẳng chéo. Đây là cái cách định nghĩa riêng của thầy trò mình. Được chưa? Rồi, vậy các em hiểu được mặt phẳng chéo chưa? Thế còn nếu mà hình chóp đấy là tam giác thì không có mặt phẳng chéo. Em hiểu không? À, vậy là thầy đã trình bày cho các em xong về phần phương pháp tìm giao tuyến của hai mặt phẳng. Các em lưu ý cho thầy là gồm có hai bước và hai chú ý. Bây giờ thầy cho mình cùng vận dụng phần lý thuyết này vào một số ví dụ. Thầy cho mình cùng vào ví dụ thứ nhất cho hình chóp SABCD có đáy ABCD có các cặp cạnh đối không song song. Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng. Thứ nhất, mặt phẳng SAC và mặt phẳng SBD. Thứ hai, mặt phẳng SAD và mặt phẳng SBC. Các em phác họa hình ra giấy nháp, sau đó định hướng thật nhanh cho thầy. Các em xong chưa? Bây giờ thầy cho mình cùng phác họa hình vẽ. Cách vẽ hình không gian thì thầy đã hướng dẫn các em ở tiết trước rồi. Để vẽ được hình chóp SABCD có đáy ABCD là một tứ giác không có cặp cạnh đối nào song song, thầy đi vẽ đáy trước. Đáy là một tứ giác đúng không? A B C D thì chọn cạnh dài nhất làm nét đứt đúng không? Rồi. Sau đó thầy lấy đỉnh S nằm ngoài đáy thì nối S với A. S với B. S với C. Và S với D. Được chưa? À, khi đó thì có được hình chóp thỏa mãn yêu cầu bài đa. Tiếp theo là thầy trò mình cùng tiến hành giải ý thứ nhất. Đó là gì? Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng SAC và SBD nhá. Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng SAC và SBD. SAC thì nối A với C, các em nhìn này. Đường AC
là đường nhà đất, bởi nằm bên trong hình vẽ ta không nhìn thấy biểu diễn bằng nhà đất, được chưa? Tương tự BD cũng vậy, nhà đất, được chưa các em? Phương pháp chỉ ra rằng bước đầu tiên thầy cho mình sẽ phải đi tìm hay là xác định một điểm chung thứ nhất, đúng không? Một điểm chung thứ nhất. Các em nhìn cho thầy này, mặt phẳng SAC và SBD thì có điểm chung là điểm E, điểm này có sẵn, phải chưa? Thầy trình bày như sau. Bước 1 này, thầy có mặt phẳng SAC ra mặt phẳng SBD bằng điểm S. Các em lưu ý thầy cái điểm S này là có sẵn rồi. Tiếp theo thầy cho mình cùng tìm điểm chung thứ hai nhá. Rồi, cách tìm điểm chung thứ hai thì trong phương pháp chỉ ra như sau. Các em chỉ ra một đường thẳng nằm trong mặt phẳng SAC, chỉ ra một đường thẳng nằm trong một mặt phẳng SBD. Đảm bảo hai cái đường chỉ ra này cùng thuộc một mặt phẳng, thường là cùng thuộc mặt phẳng đáy, hoặc cùng thuộc mặt phẳng bên, hoặc là cùng thuộc mặt phẳng chéo. Các em hiểu chưa? Rồi bây giờ các em quan sát hình vẽ. Mặt phẳng SAC, mặt phẳng SBD thì thấy rằng đường AC này nằm trong mặt phẳng SAC này, đường BD này nằm trong mặt phẳng SBD. Hai đường này cùng nằm trong mặt phẳng đáy ABCD, đúng không? Vậy là thầy chỉ cần đi tìm giao điểm của hai đường AC và BD thì đó chính là điểm chung thứ hai. Thầy gọi giao điểm này là điểm O, thì O là điểm chung thứ hai của hai mặt phẳng. Và thầy trình bày như sau. Bước 2, thầy có AC nằm trong mặt phẳng SAC, BD nằm trong mặt phẳng SBD, được chưa? Hai đường AC và BD cùng nằm trong mặt phẳng đáy, AC, BD cùng nằm trong mặt phẳng ABCD. Ký hiệu này chính là ký hiệu nằm trong, được chưa các em? Thế từ ba lý do này thì suy ra giao điểm O của AC và BD, và BD là điểm chung của hai mặt phẳng, là điểm chung của hai mặt phẳng SAC và gì? SBD. À, ký hiệu điểm chung nhá. Cái mình là thì dùng ký hiệu này. SAC này giao với gì? SBD này bằng điểm O. Vậy là chúng ta có thêm được một điểm chung nữa là điểm O. Cái điểm này là chúng ta phải tìm mới có. Còn điểm S này là có sẵn. Bây giờ các em chỉ cần nối cho thầy hai điểm chung với nhau thì các em được một đường thẳng, và cái đường thẳng đấy chính là giao tuyến của hai mặt phẳng. Được chưa? Thầy nối này. SO là đường gì? Nét đất vì nằm bên trong hình vẽ. Phải chưa? Thế từ đây thì suy được ra nha, thì suy được ra. Mặt phẳng SAC giao với mặt phẳng SBD bằng đường SO, chính là giao tuyến SO. Vậy là thầy đã hoàn thành cho các em xong ý thứ nhất. Bây giờ thầy cho mình cùng chuyển sang ý số 2. Thế để làm được ý số 2 thầy vẫn dùng cái phương pháp mà thầy đã nêu nhá. Rồi thì các em nhìn này, ý số 2. Mặt phẳng SAD giao mặt phẳng gì? SBC. Đấy. Bước 1 là thầy cho mình lại chỉ ra một điểm chung của hai mặt phẳng này. Thường thì cái điểm này có sẵn. Còn trong trường hợp mà không có sẵn cái điểm này thì thầy sẽ thực hiện hai bước số 2. Được chưa? Rồi thì các em quan sát cho thầy xem là có sẵn cái điểm này hay không nhá. Mặt phẳng SAD này, mặt phẳng SBC này, hai mặt phẳng này có chung nhau là điểm S có sẵn, phải chưa? Rồi, vậy thầy có bước 1 này, thầy có mặt phẳng SAD giao mặt phẳng SBC bằng điểm S. Anh này là có sẵn nhá, các em ý này là có sẵn rồi. Được chưa? Chuyển sang bước số 2. Bước số 2 là chúng ta phải tìm ra điểm chung thứ hai. Được chưa? Điểm chung thứ hai. Thì cách tìm điểm chung thứ hai thì phương pháp chỉ ra như sau. Là chúng ta sẽ chỉ ra một đường thẳng nằm trong mặt phẳng SAD, chỉ ra một đường thẳng nằm trong mặt phẳng SBC,
Nhưng nhớ là hai cái đường thẳng chỉ ra này là đều phải thuộc mặt phẳng đáy hoặc mặt phẳng bên hoặc mặt phẳng chéo. Nghĩa là cùng phải thuộc một mặt phẳng. Được không các em? Thế bây giờ các em quan sát trên hình vẽ cho thầy. Mặt phẳng SAD này, mặt phẳng SBC này. Thì thấy rằng gì? Đường AD này nằm trong phẳng SAD này. Đường BC này nằm trong mặt phẳng SBC này. Hai đường này cùng nằm trong mặt phẳng đáy. Phải chưa? À, vậy là thầy chỉ cần đi tìm giao điểm của hai đường này. Thì giao điểm đó chính là điểm chung thứ hai. Có đúng không? Rồi, bây giờ các em nối cho thầy đi. Đấy. Thầy nối tay thôi, cần các em trên hình vẽ thì các em dùng thước thì nó chuẩn hơn. Nhá. Đấy. Và thầy gọi cái giao điểm này là điểm Y. B. Thì Y chính là điểm chung thứ hai của hai mặt phẳng. Và thầy trình bày như sau. Có AD nằm trong phẳng SAD. Rồi, BC nằm trong mặt phẳng SBC. AD phải BC cùng nằm trong phẳng đáy ABCD. Được chưa? Từ ba lý do này nhá, thì suy ra giao điểm Y của AD phải BC là điểm chung của hai mặt phẳng SAD và gì? SBC. Được chưa các em? Vậy là thầy cho mình có được hai điểm chung. Điểm chung S có sẵn, điểm chung Y thì cho mình tìm được. Các em nối cho thầy hai điểm này thì các em suy được ra giao tuyến. Từ đây các em suy được giao tuyến này. Giao tuyến của hai mặt phẳng SAD và mặt phẳng gì? SBC chính bằng SI. Nghe đi. Vậy các em nối cho thầy SI. Các em nối cho thầy SI. Thầy cũng vẽ tay thôi nhé. Vẽ đi. Thế sau khi mà nối SI thì theo các em thì những đường nào mà sẽ trở thành những đường không nhìn thấy? À đúng rồi, các em nhìn nhé. Đường SD này bây giờ thầy cho mình sẽ không nhìn thấy nữa. Rồi đường CD này sẽ không nhìn thấy nữa. Mà không nhìn thấy thì phải biểu diễn bằng nét đứt. Các em hiểu không? À vậy thì sau khi vẽ xong hình thì các em chuyển cho thầy các đường này, đường nét đứt này. Đấy. Được chưa? À vậy là thầy đã tìm được giao tuyến của hai mặt phẳng SAD và mặt phẳng SBC. Đúng không? À, như vậy là thầy đã hoàn thành cho các em xong ví dụ thứ nhất. Qua cái ví dụ thứ nhất này thì các em hiểu được gì? Phương pháp tìm giao tuyến của hai mặt phẳng. Bây giờ thầy cho mình cùng vận dụng vào ví dụ khác. Ví dụ 2, cho hình chóp SABCD có đáy ABCD là hình bình hành, MN lần lượt là trung điểm của BC, CD. Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng. Ý thứ nhất, hai mặt phẳng SMN và mặt phẳng SAC. Ý số 2, mặt phẳng SMN và mặt phẳng SAB. Kem nháp thật nhanh cho thầy. Kem xong chưa? Trước tiên thì cho mình cùng phác họa hình vẽ. Hình chóp SABCD có đáy là hình bình hành. Kem dựng cho thầy một hình bình hành có hai nét đứt. A B C D. Được chưa các em? Sau đó các em lấy điểm S nằm bên ngoài đáy, các em nối với các đỉnh nha. S này. Thì nối S với A này. S với D này, S với C này và S với B. Khi đó thầy có được hình chóp SABCD, đáy là hình bình hành. Được chưa các em? Đường SA này không nhìn thấy, vì thầy cho mình đứng ở góc này nhìn thì chúng ta chỉ nhìn thấy các cạnh thôi, không nhìn thấy đường SA này, thì biểu diễn bằng nét đứt. Đúng chưa? Thế bây giờ thầy cho mình cùng lấy điểm gì? MN. MN. Ý thứ nhất, tìm giao tuyến của hai mặt phẳng SMN. Đường MN này nét đứt, bên trong hình vẽ không nhìn thấy. Thế còn SN này nhìn thấy đúng không? Vẽ là nền này.
Tương tự như thế, FM được chưa? Ý thứ nhất là tìm giao tuyến của hai phẳng FMN. Phẳng gì? SAC. Thì nối A với C, các em nhìn này. C. Được chưa các em? Phương pháp chỉ ra rằng gì? Thì cho mình sẽ phải thực hiện hai bước. Bước thứ nhất là gì? Xác định một điểm chung có sẵn. Được chưa? Sau đó chuyển sang bước số 2 là chúng ta sẽ đi tìm một điểm chung thứ hai. Thì nếu mà chưa có điểm chung có sẵn thì các em sẽ thực hiện hai bước số 2. Được chưa các em? Và các em lưu ý như thầy này, cái bước số 2 đấy, trong trường hợp mà chưa có sẵn hai đường thẳng nằm trong gì? Hai mặt phẳng và hai đường thẳng này cùng thuộc một mặt phẳng thì các em phải thực hiện phần chú ý thứ hai nhá, các em phải nhớ ngay chú ý thứ hai. Thế bây giờ thầy cho mình cùng quan sát hình vẽ này. Mặt phẳng SMN này, SAC này. Thế có điểm chung có sẵn là gì? Chính là điểm S, đúng không? Vậy là thầy trình bày như sau này, bước 1 này. Bước 1. Thầy có SMN này giao với SAC là chính bằng điểm S. Cái này có sẵn. Em hiểu chưa? Thế chuyển sang bước số 2 là chúng ta phải tìm điểm chung thứ hai. Cái này là phải tìm chứ không có sẵn nhá. Bước 2 là tìm điểm chung thứ hai. Thế phương pháp chỉ ra rằng muốn tìm được điểm chung thứ hai đấy thì chúng ta sẽ chỉ ra một đường thẳng nằm trong mặt phẳng SMN, chỉ ra một đường thẳng nằm trong mặt phẳng SAC. Nhưng các em nhớ là hai đường thẳng này phải đảm bảo nó cùng thuộc một mặt phẳng, thường là mặt đáy hoặc mặt chéo hoặc mặt bên. Được chưa? Sau đó các em tìm giao điểm của hai đường thẳng này thì giao điểm đó chính là điểm chung thứ hai. Thế còn trường hợp mà gì? Không có hai đường thẳng thỏa mãn điều đó thì các em phải nhớ ngay đến phần chú ý. Đó là gì? Chúng ta sẽ chọn mặt phẳng thứ ba tham gia. Cái mặt phẳng thứ ba này thì yêu cầu là gì? Nó phải tìm giao tuyến với hai mặt phẳng kia một cách dễ dàng. Hiểu không? Sau khi các em tìm được hai giao tuyến thì các em tìm giao điểm của hai giao tuyến thì đó chính là điểm chung thứ hai cần tìm. Các em hiểu chưa? Bây giờ thì cho mình cùng quan sát này. Mặt phẳng SMN SAC. Thầy có MN nằm trong mặt phẳng SMN, AC nằm trong mặt phẳng SAC, hai đường này cùng nằm trong mặt phẳng đáy. Vậy là thầy chỉ cần đi tìm giao điểm của hai đường này thì giao điểm đó chính là điểm chung thứ hai, phải chưa? Thầy gọi giao điểm này là điểm O nhé. Rồi thì trình bày như sau. Thầy có MN nằm trong mặt phẳng SMN, được chưa? AC nằm trong mặt phẳng gì? SAC. MN phải AC nhé, cùng nằm trong mặt phẳng đáy ABCD. Hết từ ba lý do này thì suy được ra giao điểm O của MN phải AC là điểm chung, là điểm chung của hai mặt phẳng gì? SMN và SAC. Vậy là thầy cho mình có được hai điểm chung, một điểm chung S có sẵn và một điểm chung O thì cho mình tìm được. Các em chỉ cần nối hai điểm chung này thì chúng ta sẽ có một đường thẳng và đường thẳng đó chính là giao tuyến của hai mặt phẳng. Được chưa? Để từ đây thì suy ra giao tuyến hai mặt phẳng SMN và mặt phẳng SAC chính bằng đường SO, đúng không? Thế cái đường SO này là nằm bên trong hình không nhìn thấy, do đó các em biểu diễn bằng nét đứt nhé. Được chưa? Vậy là thầy đã hoàn thành cho các em xong ý thứ nhất. Với ý thứ nhất này các em chỉ cần vận dụng phương pháp mà thầy cung cấp là các em tìm được giao tuyến. Bây giờ thầy cho mình cùng chuyển sang ý số 2. Tìm giao tuyến qua phẳng SMN và mặt phẳng gì? SAB. Đây. SMN SAB. Thế thầy lại có sẵn điểm chung là điểm gì? S, đúng không? Cái này có sẵn rồi. Có SMN giao với gì? SAB bằng điểm S. Cái này là có sẵn rồi. Các em hiểu không? Bây giờ thầy cho mình sẽ đi tìm điểm chung thứ hai. Thì cách tìm điểm chung thứ hai thì giống như ý thứ nhất thầy đã làm. Thầy sẽ chỉ ra một đường thẳng nằm trong phẳng SMN, chỉ ra một đường thẳng nằm trong mặt phẳng SAB. Nhưng phải đảm bảo là hai cái đường chỉ ra này đều phải thuộc một mặt phẳng.
nhá. Thế bây giờ các em quan sát hình vẽ này. SMN này, SAB này. Thì có gì? MN này thuộc mặt phẳng SMN này, AB thuộc mặt phẳng SAB. Hai cái đường MN và AB này đều nằm trong mặt phẳng đáy. Được chưa? Thế bây giờ thầy chỉ cần tìm giao điểm của hai đường thẳng này thì đó chính là điểm chung thứ hai. Nhá. Các em vẽ hình thôi. À, thầy vẽ bằng tay. Được chưa? Đấy. Thầy gọi điểm này là điểm Y. Điểm Y. Thì khi đó Y là điểm chung thứ hai. Và thầy trình bày như sau, em quan sát này. Thì có này, MN này nằm trong mặt phẳng SMN này. AB này nằm trong mặt phẳng gì? SAB này. Rồi, MN này phải AB này cùng nằm trong mặt phẳng đáy ABCD. Các em nhớ cái điều kiện này là rất quan trọng nhé, phải cùng nằm trong một mặt phẳng. Được chưa? Và cụ thể trong bài toán ta là cùng nằm trong mặt phẳng đáy. À, từ đây thì các em tìm giao điểm của hai cái này nhé. Suy ra giao điểm của MN và AB, MN AB là điểm chung. Điểm chung của hai mặt phẳng SMN và SAB. Được chưa? Một điểm chung là S có sẵn, một điểm chung là điểm gì? À, Y, thì gọi cái điểm chung này điểm Y nha. Điểm chung là Y. Là điểm chung. Giao điểm Y đây. Đấy. Của MN và AB. Được chưa? Đấy. Thì khi đó là thầy suy được ra. Giao tuyến của hai mặt phẳng SMN, đúng không? Và mặt phẳng SAB chính bằng SI. Đây, SI. Kem nối cho thầy F với I. Đấy. Thì sau khi mà kem nối F với I thì các đường sau sẽ chuyển thành đường nét đứt, chúng ta sẽ không nhìn thấy nữa. Đó là gì? SB này và BM là kem không nhìn thấy nữa, đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ biểu diễn bằng nét đứt. À, các em vẽ lại cho thầy các đường này, bằng nét đứt này. Được chưa các em? À, vậy là thầy đã hoàn thành cho các em xong ví dụ số 2. À, với ví dụ số 2 này, một lần nữa là thầy cho mình chỉ cần vận dụng phương pháp tìm giao tuyến mà thầy cung cấp cho các em là các em tìm được giao tuyến của các mặt phẳng. Bây giờ thầy cho mình cùng chuyển sang ví dụ khác. Ví dụ 3, cho hình chóp SABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Gọi MNP lần lượt là trung điểm của BC, CD, SA. Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng MNP và SBD. Các em nhắc thật nhanh cho thầy. Các em xong chưa? Bây giờ thì cho mình cùng phác họa hình vẽ. Hình chóp SABCD có đáy là hình bình hành. Các em dựng cho thầy đáy trước là một hình bình hành có hai nét đứt. Đấy. A B C D. Sau đó các em lấy cho thầy điểm S nằm ngoài đáy. Thì nối S với A thì cạnh SA này không nhìn thấy, đúng không? Biểu diễn nét đứt. S với D này. S với C. FVB. Được chưa? MNP lần lượt là trung điểm của BC này. À. CD này. SA này. Được chưa? Thì cho mình đang cần tìm giao tuyến của hai mặt phẳng MNP và SBD. MNP, kem nối đi. Được chưa các em? Rồi. À, các đường thẳng MP này, MN này, NP là các đường nét đứt bởi chúng ta không nhìn thấy nằm bên trong hình. Phải chưa? Và BD cũng vậy nha. Bây giờ thầy cho mình
thử xem là gì, có xác định được một điểm chung có sẵn hay không, và điểm chung có sẵn hay không. Các em nhìn này, mặt phẳng S B D này, M N P không có sẵn một điểm chung, được chưa? Vậy thì thầy cho mình chuyển sang cách tìm điểm chung ở bước số 2. Cách tìm điểm chung ở bước thứ hai. Bước thứ hai như sau, đó là gì? Chúng ta phải chỉ ra một đường thẳng nằm trong mặt phẳng MNP, chỉ ra một đường thẳng nằm trong mặt phẳng SBD. Hai cái đường thẳng chỉ ra này phải đảm bảo nó cùng thuộc một mặt phẳng và cắt nhau, thì cái giao điểm đấy chính là điểm chung của hai mặt phẳng. Bây giờ các em, thế các em nhìn thế này, mặt phẳng SBD này, MNP, thầy có thể nhìn thấy ngay là gì? BD nằm trong mặt phẳng SBD, MN nằm trong mặt phẳng MNP. Hai đường này cùng nằm trong phẳng đáy. Được chưa các em? Rồi, thì giao điểm của hai đường thẳng này chính là đường điểm chung của gì? Hai mặt phẳng MNP và SBD. Thì bây giờ các em quan sát cho thầy này. BD này, MN này song song với nhau. Vì sao? MN là đường trung bình của tam giác BCD nên không thể tìm được điểm chung. Phải chưa? Vậy là bước số 2 cũng không ổn. Vậy thì chúng ta hãy sử dụng đến chú ý. Chú ý ở đây. Thế chú ý thứ hai thì đã nêu cho các em là trong trường hợp mà không chỉ được ra hai đường thẳng, đúng không? Thỏa mãn cái yêu cầu của chúng ta thì chúng ta hãy chọn cái mặt phẳng thứ ba tham gia. Cái mặt phẳng thứ ba này nhớ là có sẵn trình vẽ này, và gì? Phải dễ tìm giao tuyến với hai mặt phẳng của chúng ta, đó là mặt phẳng MNP và mặt phẳng SBD kia. Sau đó các em đi tìm giao tuyến của mặt phẳng thứ ba này với hai mặt phẳng của chúng ta. Tìm được hai giao tuyến, các em gì? Tìm giao điểm của hai giao tuyến này thì cái giao điểm đấy chính là điểm chung của hai mặt phẳng. Được chưa các em? Và bài toán của chúng ta là nó chưa có sẵn một cái điểm chung nào cả. Vậy thì chúng ta phải làm hai lần như vậy sẽ tìm được ra hai điểm chung, các em nối với nhau thì các em có được đường thẳng chung và chính là giao tuyến. Bây giờ thì cho mình cùng tiến hành giải, các em quan sát. Cái bước một, thầy tìm điểm chung thứ nhất, thì tìm điểm chung thứ nhất. Được chưa? Tìm điểm chung thứ nhất này. Rồi, thầy chọn mặt phẳng thứ ba tham gia là mặt phẳng nào đây? Các em nhớ là cái mặt phẳng thứ ba này các em được chọn thoải mái, nhưng mà chọn làm sao mà phải dễ tìm giao tuyến với hai mặt phẳng của chúng ta. Thầy thấy rằng cái mặt phẳng gì? S A B. S A B. Dễ tìm giao tuyến với các mặt phẳng S B D và M N P. Vì sao? Với mặt phẳng S B D thì giao tuyến chính là S B. Phải không? Thế còn với mặt phẳng gì? M N P thì có ngay điểm chung là điểm P rồi. Được chưa? Vậy bây giờ thầy sẽ chọn cái mặt phẳng thứ ba tham gia là mặt phẳng S A B nhé. Thì chọn mặt phẳng S A B. Đấy. Thì trong bài làm thì các em không cần ghi câu này. Đây thầy viết ra để các em về nhà đọc. Các em nhớ nào. Được chưa? Rồi thì thầy trình bày như sau. Có này. Đấy, khi làm người ta làm từ đây. Thầy có mặt phẳng S A B giao với mặt phẳng gì? SBD là bằng đường FB. Một giao tuyến. Đúng không? Một giao tuyến rồi. Tiếp theo là thầy tìm giao tuyến. Thì giao tuyến của mặt phẳng SAB với mặt phẳng gì? MNP. Đây. Cái này phải tìm. Tìm được rồi, hai giao tuyến nối hai giao tuyến với nhau, tìm giao điểm. Đúng không? Thì các em sẽ có được điểm chung thứ nhất. Rồi, thì bây giờ các em làm như sau nhá. Thầy có này. Mặt phẳng SAB này giao với mặt phẳng MNP bằng điểm P. Điểm này có sẵn rồi. Điểm P. Tiếp theo là thầy sẽ chỉ ra một đường thẳng nằm trong mặt phẳng này, một đường thẳng nằm trong phẳng này. Hai đường này phải đảm bảo là cùng nằm trong một mặt phẳng kéo dài. Tìm giao điểm cắt nhau ở đâu thì đó chính là điểm chung thứ hai và thầy có được giao tuyến. Phải chưa? Thế các em nhìn cho thầy nhé. S A
B này và MNP này. Có đường AB này nằm trong mặt phẳng SAB. MN nằm trong mặt phẳng MNP. Hai đường này cùng nằm trong mặt phẳng gì? Đáy. Do đó thì đi tìm giao điểm của hai đường này. Đúng chưa? Đấy. Thầy gọi cái giao điểm này là điểm gì? Y đi. Này này, điểm Y. Thì cái điểm Y này chính là điểm chung thứ hai của hai mặt phẳng là SAB và MNP. Nối Y với P chính là giao tuyến. Phải chưa? À, thì trình bày như sau nhé. Thầy có này. AB nằm trong phẳng SAB. Được chưa? Rồi. MN thì nằm trong mặt phẳng MNP. Đúng không? Và kèm lưu ý với thầy là gì? AB này, phải này, MN này thì đều nằm trong mặt phẳng đáy ABCD. Từ đây thì suy ra giao điểm Y của AB này và MN là điểm chung của hai mặt phẳng gì? SAB và MNP. Được chưa? Vậy là thầy đã tìm được điểm chung thứ hai. Từ đây thì suy được ra kém nối cho thầy hai điểm chung là P với Y thì em sẽ được giao tuyến, đúng không? Từ đây thì có được giao tuyến của hai mặt phẳng gì? SAB này với gì? MNP, đúng không? Bằng gì? Bằng PI nha. Đấy, các em nối với thầy PI này. Được chưa? Thầy vẽ tay thôi. Đó. Giao tuyến PI. Đấy, các em nhìn này. SB là giao tuyến của SAB với SBD. Còn gì? PI là giao tuyến của SAB với MNP. Các em chỉ cần tìm giao điểm của hai giao tuyến này thì giao điểm đó chính là điểm chung của thứ nhất, đúng không? Chính là điểm chung thứ nhất của hai mặt phẳng là gì? SBD và MNP. Thầy gọi cái điểm chung này, giao điểm đây chính là điểm gì? Điểm K đi, đúng không? Thì gọi là điểm K. Được chưa? Đấy. Thế thì gọi K là giao điểm của giao tuyến này SB và giao tuyến PI. Đấy, thì biết rõ là giao tuyến à. Thì từ đây thì suy ra K của chúng ta là gì? Thuộc cả hai mặt phẳng. Đây chính là điểm chung đấy. K là hai mặt phẳng gì? SBD. Đấy, và mặt phẳng gì? MNP. Đấy. Như vậy là thầy đã tìm được điểm K là điểm chung thứ nhất. Bây giờ thầy cho mình cùng tìm điểm chung thứ hai. Thì cách tìm điểm chung thứ hai nó cũng tương tự như cách tìm điểm chung thứ nhất, là chúng ta sẽ phải đi chọn cái mặt phẳng thứ ba. Bây giờ các em không được chọn mặt phẳng thứ ba là mặt phẳng SAB nữa, mà phải chọn mặt phẳng khác. Sau đó lại đi tìm giao tuyến của cái mặt phẳng thứ ba này với hai mặt phẳng. Rồi tìm giao điểm của hai giao tuyến đấy thì sẽ được điểm chung thứ hai. Được chưa các em? Thế bây giờ thầy cho mình cùng tiến hành nhé. Các em ghi bước 2. Tìm điểm chung thứ hai. Thế cách tìm điểm chung thứ hai thì tương tự như cách tìm điểm chung thứ nhất. Đó là thầy sẽ chọn mặt phẳng thứ ba tham gia. Sau đó thầy tìm giao tuyến của mặt phẳng thứ ba này với hai mặt phẳng của chúng ta. Tìm được ra hai giao tuyến thì tìm giao điểm của hai giao tuyến chính là điểm chung thứ hai. Thế vừa rồi là thầy cho mình chọn mặt phẳng thứ ba tham gia là phẳng SAB. Thế bây giờ thầy cho mình sẽ chọn mặt phẳng nào đây? Mặt phẳng SAD là mặt phẳng thứ ba tham gia. Vì sao? Vì mặt phẳng SAD này
giao tuyến với mặt phẳng SBD chính là bằng đường FD. Thì chỉ cần đi tìm giao tuyến của mặt phẳng SAD với mặt phẳng MNP thôi. Và hai mặt phẳng này đã có điểm chung là điểm P rồi, phải không? Đấy, vậy thì trình bày như sau, em nhìn nhé. Thì chọn mặt phẳng thứ ba tham gia là phẳng SAD. Thế khi trình bày thì các em không có dòng này, và các em trình bày từ dòng này có mặt phẳng SAD này giao với mặt phẳng gì? SBD, đúng không? Bằng SD. Đấy. Tiếp theo là thầy trò mình sẽ đi tìm giao tuyến mặt phẳng SAD với mặt phẳng MNP. Đấy, cái này là phải tìm. Các em tìm được hai giao tuyến thì các em tìm giao điểm của hai giao tuyến chính là điểm chung thứ hai. Được chưa? Thế bây giờ các em quan sát cho thầy này, mặt phẳng SAD này MNP có điểm chung là điểm P. Điểm P thuộc mặt phẳng SAD, điểm P lại thuộc mặt phẳng là MNP. Đúng không? Thì có. Nên có sẵn SAD giao phẳng gì? MNP là bằng điểm P. Được chưa? Đấy. Đây là có sẵn rồi. Bây giờ thầy cho mình tiến hành tìm điểm chung thứ hai của hai mặt phẳng này. Cách tìm điểm chung thứ hai của hai mặt phẳng này là thầy sẽ chỉ ra một đường thẳng nằm trong mặt phẳng SAD này, chỉ ra một đường thẳng nằm trong mặt phẳng MNP này, thì tìm giao điểm của hai đường thẳng này, đúng không? Thì nếu mà tìm được giao điểm của hai đường thẳng này thì thầy có được điểm chung thứ hai nhé. Thế bây giờ các em quan sát hình vẽ mặt phẳng SAD này, MNP này, có hai đường này, AD này nằm trong phẳng SAD này, MN này nằm trong mặt phẳng MNP, hai đường này đều nằm trong mặt phẳng đáy. Đấy, thầy tìm giao điểm qua đường này, đúng không? Các em nhìn thầy tìm giao điểm nhé. Đấy, thầy vẽ tay thôi. Và thầy gọi giao điểm này là điểm G. Khi đó là cái điểm G này chính là điểm chung thứ hai của hai mặt phẳng là SAD và MNP. Có điểm chung G, có điểm chung P. Thầy suy được ba giao tuyến. Được chưa các em? Thầy trình bày như sau. Thầy có AD nằm trong mặt phẳng gì? SAD. MN nằm trong mặt phẳng gì? MNP. Được chưa? Rồi, thì có AD này, phải MN này đều nằm trong phẳng đáy ABCD. Đúng không các em? Từ đây thì suy được ra giao điểm G của gì? AD này phải MN là điểm chung. Điểm chung, đúng không? Là điểm chung có hai mặt phẳng, đó là SAD và MNP. Được chưa các em? Đấy. Vậy là thầy tìm được điểm chung thứ hai. Từ đây thầy suy được ra giao tuyến của hai mặt phẳng này, SAD này giao mặt phẳng gì? MNP này chính là bằng PG. PG. Bây giờ các em nối cho thầy P với G. Các em quan sát hình vẽ, thầy nối như sau nha. Với P với G này, thầy vẽ tay thôi. Được chưa các em? Đấy. Thì khi đó thầy có được giao tuyến P G. Bây giờ thầy cho mình cùng tìm giao điểm của giao tuyến P G này với giao tuyến S D. Đấy, thì chính là điểm H đây, đúng không các em? Thì H chính là điểm chung thứ hai. À, điểm chung thứ hai. À, thầy gọi H là giao điểm của hai giao tuyến, hai giao tuyến PG và SD. Từ đây thì suy ra H nhá là điểm chung, điểm chung của hai mặt phẳng SBD và MNP, và H là điểm chung thứ hai. Điểm chung thứ nhất là K, thì chỉ cần nối hai điểm chung này lại thì thầy được giao tuyến, đúng không? Từ đây thầy suy được ra giao tuyến của hai mặt phẳng SBD và gì? MNP chính là gì? KH. Là KH.
Như vậy là thầy đã tìm được giao tuyến của hai mặt phẳng SBD và MNP. Thế đây là một bài toán khó. Khó ở chỗ là gì? Thứ nhất là chưa có sẵn một điểm chung giữa hai mặt phẳng, đúng không? Khó ở chỗ thứ hai đó là gì? Chúng ta không chỉ được ra một đường thẳng nằm trong mặt phẳng này, một đường thẳng nằm trong phẳng này, mà gì? Hai đường thẳng đó cùng nằm trong một mặt phẳng cách nhau để tìm được điểm chung, đúng không? Không có điều đó. Mà để tìm được ra hai điểm chung là thầy phải vận dụng chú ý số 2 trong phần lý thuyết thầy đã trình bày. Thầy phải chọn một mặt phẳng thứ ba tham gia, đúng không? Sau đó thầy đi tìm giao tuyến của mặt phẳng thứ ba này với từng mặt phẳng một, được chưa? Rồi sau đó tìm được giao điểm của hai giao tuyến chính là điểm chung thứ nhất, rồi tương tự như vậy để tìm điểm chung thứ hai và mới có được giao tuyến của hai mặt phẳng chính là cả hai. Vậy là quá trình của chúng ta là tương đối phức tạp. Thế các em về nhà là các em phải xem lại thật kỹ cho thầy ví dụ này. Đây là một ví dụ khó nha, đây là một ví dụ khó. Đấy. Và ví dụ số 3 này cũng là ví dụ cuối cùng của buổi học ngày hôm nay. Các em về nhà xem lại thật kỹ phần lý thuyết, xem lại các ví dụ thầy đã chữa cho các em, vận dụng vào các bài tập tương tự. Thầy chúc tất cả các em ôn tập tốt. Hẹn gặp lại các em trong các bài giảng lần sau.